Cuộc đời này thành hay bại là do bản thân mỗi người tự quyết định. Không chỉ nổi bật vì vẻ ngoài đẹp trai, Jacques Lê Đăng Khoa còn là nhà khởi nghiệp cực kỳ thành công với một loạt các thương hiệu nổi tiếng tại Sài Gòn. Nhưng hơn hết, Jacques Lê Đăng Khoa còn có những câu chuyện đầy cảm hứng để chia sẻ cho các bạn trẻ. Đã khi nào bạn từng nghĩ rằng cuộc đời đối xử với mình thật bất công chưa? Có bao giờ bạn tự hỏi rằng muốn công bằng thì phải hành xử như thế nào cho đúng? Bất kỳ ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp về bản thân mình. Chính vì thế, rất ít người có thể cho phép mình có cái nhìn phóng khoáng hơn với thế giới bên ngoài. Đã nhìn những người khác bằng đánh giá khắt khe và lòng ích kỷ ấy vậy mà, chúng ta lại còn đưa ra những yêu cầu bắt buộc người khác phải hoàn hảo. 35 tuổi, nắm trong tay nhiều thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam, tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau từ du lịch, sinh thái, nông nghiệp, hoa đến bất động sản, Lê Đăng Khoa thực sự là một hình mẫu tiêu biểu để nhiều bạn trẻ noi theo. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng Jacques Khoa đã bước chân vào lĩnh vực kinh doanh được khoảng 13 năm. Anh cho biết trong kinh doanh ngọt ngào có, đắng cay cũng có. Thất bại đầu tiên của anh là khi anh quyết định sẽ đầu tư vào ngành in ấn. Những tưởng là trái ngọt đầu đời nhưng lại là một điểm đen khiến cho anh đánh mất niềm tin của bố mẹ, bản thân thì mất cả sĩ diện. Nhưng chính những thất bại như thế đã thúc đẩy anh ngày càng phải trở nên tốt hơn. Và chính anh bây giờ, khi đang trên con đường hoàn thiện bản thân, lại trở thành người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Mới đây, anh vừa chia sẻ những suy nghĩ của mình về thành hay bại trong cuộc sống trên Facebook. Và với anh, được hay mất trong cuộc đời này là do bản thân mỗi người tự quyết định. Một người chị từng nói với tôi, ai cũng có một lần sinh ra và một lần mất đi. Thế nên, việc ta sống bao lâu không quan trọng bằng cách ta sống như thế nào. Cuộc sống càng lúc càng khắc nghiệt, ai cũng muốn mình gặp được những may mắn đến với mình, thế nhưng mấy ai chủ động cố gắng đem lại may mắn cho người khác. Ai cũng muốn mình được yêu thương, được nhận những cái nhìn đầy thiện cảm, nhưng mấy ai đã cố yêu thương người và cố nhìn vào những điều tốt đẹp của người mà sống. Ai cũng đi làm, mong đợi được thăng chức, nhưng mấy ai đủ bản lĩnh để chia sẻ kinh nghiệm của mình cho cấp dưới, lấy tâm mà lãnh đạo, hay chỉ cố chèn ép cấp dưới chỉ vì sợ một ngày họ thay thế mình. Hôn nhân thì cũng thế, ai cũng mong mình có một người bạn đời thật tốt, thật thủy chung. Nhưng mấy ai cố gắng thực sự để trở thành một người bạn đời hoàn hảo mà mình muốn có. Đến cuối cùng, có lẽ cuộc đời này vẫn là song phẳng nhất. Ta ném vào đời điều gì, đến cuối cùng ta đều phải nhận lại điều đó với cấp độ ghê gớm hơn nhiều lần. Tư duy sẽ tạo nên tính cách, và tính cách sẽ tạo nên số phận của đời mình. Cuộc đời mình là được hay mất, đến cuối cùng sẽ do mình định đoạt. Theo Ninh Linh từ Trí Thức Trẻ. Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía dưới nhé. Và subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị khác tiếp theo.